Dù rằng ở những siêu đô thị hiện đại với hàng chục triệu dân như New York, Tokyo hay những thị trấn bé nhỏ ít người biết ở Trung Quốc hay Phi Châu, người ta đều thấy có một dòng chảy đằng sau tất cả các hoạt động. Đó là dòng chảy của tiền. Tiền thu bán hàng từ các siêu thị, cửa hàng được nộp vào ngân hàng, dùng thanh toán lương cho công nhân, mua sắm nguyên liệu, rồi lại quay về ngân hàng. Tiền được đầu tư vào các con đường cao tốc, các nhà máy, và khi thu hồi, lợi nhuận được phân phối cho các cổ đông. Nhân vật thầm lặng đứng đằng sau dòng lưu chuyển không ngừng đó, biết hết mọi ngóc ngách của nó. Bạn có biết là ai không? Chính là người kế toán. Tiến hóa cùng với sự phát triển không ngừng hoạt động kinh tế, kế toán hiện đại đang mang một bộ mặt khác hẳn trong thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21. Thị trường chứng khoán phát triển đã khiến kế toán đóng vai trò quan trọng hơn trong cung cấp các thông tin đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Đặc biệt là công nghệ thông tin phát triển làm cho người kế toán ngày càng dịch chuyển sang vai trò của một nhà phân tích thông tin, tư vấn chính sách thay vì những người ngồi tỉ mỉ bên các trang sổ sách đầy các con số. Bạn hình dung nếu người kế toán cách đây 200 năm sẽ chỉ tập trung vào việc ghi chép từng giao dịch bán hàng để tính ra doanh thu bán hàng từng tháng, từng quý, từng năm, thì nay tất cả công việc này đã do máy tính thực hiện. Người kế toán chỉ cần mở máy và chọn những chức năng cần thiết trên một menu, các số liệu doanh thu đó sẽ được hiện lên đầy đủ cập nhật đến thời điểm hiện tại. Như vậy, thời gian của nhà kế toán dùng để làm gì? Họ phải dành nhiều thời gian hơn cho phân tích thông tin. Chẳng hạn, họ cần biết doanh thu tăng lên so với tháng trước là do số lượng hàng hóa bán ra tăng lên hay là do biến động giá cả. Họ cần chỉ ra mặt hàng nào ảnh hưởng đến sự gia tăng doanh thu, thị phần hay là tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp trên toàn bộ thị trường đã tăng lên hay giảm xuống, các khách hàng đã thay đổi thế nào, vân vân. Tất cả các thông tin đó vô cùng hữu ích cho lãnh đạo doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, thay đổi sản phẩm hay đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi, quảng cáo. Công việc thay đổi nên việc đào tạo cũng thay đổi. Từ cuối thế kỷ 19 đã hình thành các chương trình đào tạo kế toán bậc đại học, và cùng với sự phát triển của nghề nghiệp, chương trình đào tạo kế toán tại các trường đại học cũng tiến hóa theo. Các chương trình đào tạo được tách thành hai nhánh chính: đào tạo kế toán cho các tổ chức và đào tạo kiểm toán. Chương trình đào tạo ngành kế toán tại trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh trang bị các kiến thức và kỹ năng gắn với thực tế để sau khi ra trường, sinh viên có thể làm tốt ngay công việc kế toán hoặc kiểm toán. Bên cạnh đó, các môn học còn chú trọng trang bị tư duy kinh doanh và các kiến thức về tài chính, quản trị để tạo nền tảng thăng tiến sau này cho sinh viên. Để phát triển trong nghề nghiệp, các tố chất cơ bản của người kế toán, kiểm toán là tính trung thực, tận tụy với công việc, làm việc cẩn thận với tính tin cậy cao, bên cạnh những kỹ năng về phán đoán, phân tích số liệu và giao tiếp. Nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cũng như mọi ngành nghề khác đòi hỏi sự say mê nghề nghiệp. Hiểu rõ về nghề nghiệp giúp các bạn sinh viên có động cơ học tập đúng đắn và dễ thành công trong tương lai. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy là khoa kế toán kiểm toán trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đã tròn 5 năm tuổi. Một chặng đường không quá dài cũng không quá ngắn. Và trên chặng đường ấy, chúng tôi đã đi qua biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên, cũng như những thành công, khó khăn khi tiếp xúc với công việc thực tế. Để rồi giờ đây, chúng tôi ngồi nhìn lại với nhau, vẫn luôn cảm thấy tự hào rằng mình đã từng là một sinh viên của khoa kế toán kiểm toán trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. 5 năm phát triển, khoa kế toán tính toán trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành một mái nhà mà nơi đó sinh viên được học tập, rèn luyện, trau dồi những kỹ năng với sự hướng dẫn tận tình của ban chủ nhiệm khoa, quý thầy cô cũng như lực lượng đoàn hội năng động. Để rồi sau 4 năm học, chúng tôi vẫn luôn mang cho mình niềm tự hào. Chúng tôi, sinh viên khoa kế toán kiểm toán trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah!